Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Gìn giữ truyền thống gói bánh chưng ngày Tết. Hưng Yên, mô hình nuôi lợn bằng thảo dược lãi 100 triệu đồng mỗi tháng. Ngăn chặn dòng ma túy trên vùng biên phía Bắc. Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, áp lực ngày càng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ngày càng bận rộn hối hả nên ngày càng ít đi hình ảnh mỗi khi Tết đến xuân về. Trong xóm phố, tổ bản, nhà nhà cùng sum vầy chuẩn bị cho ngày Tết với thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh. Nhưng ở xóm đoàn kết tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nhiều năm qua vẫn duy trì được nếp cả xóm cùng chung tay gói bánh chưng. Gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, nhân thịt, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, đủ để gói gần 150 chiếc bánh chưng. Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày Tết Nguyên Đán, cả xóm đoàn kết thuộc tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La lại quây quần để mổ lợn, đẩy gạo, gói bánh chưng. Người già, người trẻ, trẻ nhỏ dường như đều chung tâm trạng vui vẻ, phấn khởi chờ đợi. Những câu chuyện xưa, chuyện nay cũng được chia sẻ trong không gian ấm cúng này. Tết ngày xưa là coi như là kể cả ông bà và con cháu là dân tộc Việt Nam ta thường là như thế, đều là sum họp vào những ngày gọi là cuối năm, 30 Tết. Để tập trung gói bánh. Cái thứ nhất là vấn đề mà để đảm bảo cho vấn đề cái cuộc sống trong gia đình được đầm ấm vui vẻ. Và cái thứ hai nữa là vấn đề mà để cho mọi người được sum họp. Đấy. Nhưng mà hiện nay là vấn đề mà nên, tức là tổ chức là để cho toàn bộ cái xóm dân cư mà vui vẻ và gia đình, coi như là để ôn lại cái cổ truyền ngày xưa là cái điều rất tốt. Một không khí đầm ấm, thân thiết như với những người thân trong gia đình là điều có thể cảm nhận được ở đây. Mỗi người một việc, người cắt lá, người gói bánh. Những chiếc bánh chưng vuông vắn hay chiếc bánh bó tròn dày đều được gói thật cẩn thận. Thực hiện cái quy ước là ngày hôm nay chúng tôi tổ chức cái lễ cái Tết cổ truyền của dân tộc. Trong đó này có mổ lợn, rồi là gói bánh chưng. Cái thứ nhất là noi gương để cho con cháu giữ gìn cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cái thứ hai là các cái tình cảm của các gia đình thành viên thì ngày càng được gắn kết và bền chặt. Trong cuộc sống hối hả bận rộn, rất nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ đặt hoặc mua bánh chưng gói sẵn ngoài chợ cho tiện lợi và phù hợp với quỹ thời gian ít ỏi của mình. Điều này cũng khiến cho không khí đón Tết dường như thiếu vắng điều gì đó gần gũi mà thiêng liêng. Nhìn những hình ảnh nấu bánh chưng tập thể như thế này, có thể thấy nét đẹp trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam phần nào đã và đang được gìn giữ và phát huy. Nghệ thuật viết chữ thư pháp bằng bút lông phụng của người Việt đã có từ xa xưa và tưởng như là đã thất truyền thì may thay đã được thầy đồ Đường Thiên Lạc, chủ nhiệm câu lạc bộ hội họa thư pháp cội nguồn thành phố Cần Thơ lưu giữ lại. Thư pháp viết bằng thể lông phụng là dạng chữ rông được viết bằng một mảnh gỗ nhỏ có răng cưa. Mỗi chữ được viết kèm theo các hình thể lạ mắt như rồng, phụng hoặc các ông Phúc, Lộc, Thọ. Vật dùng để viết là loại bút làm bằng tre, có răng cưa. Việc viết chữ thư pháp bằng bút rồng phụng đòi hỏi người viết phải thật tỉ mỉ vì những dấu thanh còn được biến tấu thành các loại vật như bướm, chim, cá. Do các loại chữ này khó viết hơn loại thư pháp thông thường nên chỉ ít người biết đến. Tuy nhiên, do sự yêu thích cùng với đam mê nên đến giờ thầy đồ Thiên Lạc vẫn còn lưu giữ nghệ thuật viết chữ thư pháp độc đáo này. Và cái phong chữ này thì nó cổ điển từ xưa, nhưng bây giờ thì nó mai một. Không có người học đó, nên nó thất truyền. Rồi tôi thấy chị mở lớp tôi dạy lại để cho có cái môn thư pháp lông phụng này để cháu nó không bị mất gì. Thầy đồ Thiện Nhân cũng cho biết, ngày Tết nếu có một bức tranh viết theo thể lông phụng thì sẽ mang may mắn suốt cả năm, cũng như có thể sử dụng biếu tặng để chúc mọi điều tốt đẹp đến cho người được nhận. Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền dần bị mai một, thì việc tiếp tục lưu truyền viết thư pháp bằng bút lông phụng của thầy đồ Đường Thiên Lạc là điều rất đáng trân trọng và cần phổ biến rộng rãi đến cộng đồng.
cũng liên quan đến việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Cứ mỗi dịp xuân về, mâm ngũ quả luôn là nghi lễ truyền thống mà mỗi gia đình cần có vào dịp xuân sang. Nhiều người thích mâm ngũ quả có hình thù của các loài vật mang tâm linh, thường tìm đến các nghệ nhân để đặt hàng theo yêu cầu của mình. Vì thế vào dịp Tết, hai nghệ nhân Lê Văn Hoàng và La Văn Mới ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ luôn tất bật để hoàn thành những mâm ngũ quả thật đẹp mắt. Vào những ngày Tết thì mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên của mỗi người Việt Nam. Thông thường là những hình dáng long phụng, con rồng tượng trưng cho Lạc Long Quân, phụng tượng trưng cho Âu Cơ, mà ý nghĩa lớn về mặt tâm linh cội nguồn. Vì năm nay là năm Đinh Dậu nên hai nghệ nhân cũng đầu tư tạo hình con gà, là một mâm ngũ quả mất rất nhiều công sức, thường thì phải làm trước 2 đến 3 ngày mới xong. Hai nghệ nhân còn cho biết, vườn nhà còn trồng đủ loại cây, hoa thích hợp với việc trưng mâm ngũ quả như tùng bách đán, kiển ruột gà, hẹ Nhật Bản, hoa nở ngày làm vảy rồng, ớt làm vi rồng, màu dừa làm vảy rồng. Dưới lân có đầu tua ra những lưỡi búa màu đỏ tươi, dùng làm cằm, má rồng, vừa giảm chi phí, vừa tươi mới. Ông bà hồi xưa Tết là có mâm ngũ quả, ngũ phúc lâm môn, năm thứ trái cây là năm cái tiếng tốt của trái cây, rồi ngũ tức là năm. Lâm là giàu, môn là giữa. Cái Tết mình mùng 1 Tết là năm cái phút nó vô cửa mình. Trưng bày mâm ngũ quả trên bàn thờ của gia đình trong những ngày Tết mà ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt. Chính vì vậy, người dân Việt dù ở phương trời nào, đến ngày Tết cổ truyền vẫn không bỏ qua tục lệ này như một sự nhắc nhở cho bản thân và cho con cháu về cội nguồn của mình. Tại tỉnh Đồng Nai, nghề chế biến sáp đã mang lại cho bà Hoàng Thị Tơ ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, còn giải quyết cho nhiều lao động ở địa phương có việc làm và thu nhập ổn định. Dù chỉ mới hoạt động từ năm 2016, nhưng nhờ sự chịu khó nghiên cứu thị trường và tìm đầu ra cho sản phẩm, sau gần một năm gắn bó, hiện mỗi tháng bà Tơ đã xuất bán ra thị trường trung bình 1 tấn sáp, trừ mọi chi phí còn dư trên 15 triệu đồng. Mới đây, bà Tơ đã thành lập cơ sở sản xuất sáp mang tên Đăng Quang và kinh doanh thêm các loại nhang đèn vàng mã. Sản xuất đèn cầy còn được xuất đi các địa phương như Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai. Hiện tại trong xưởng có 15 khung máy với đủ các kích cỡ bao gồm khung chỉ làm tim nến, máy pha trộn màu cho nến, lò nấu sáp, đáp ứng tất cả các nhu cầu về nến sáp của thị trường. Nó rất là nhiều công đoạn, tại vì cái hàng này nó có tới mấy loại nữa. Một số thì 13 cây màu trắng có, màu đỏ có. Rồi hàng 20 cây cũng màu trắng, màu đỏ. Còn hàng cục, hàng trung cục thì nó màu hồng, màu vàng. Việc làm ăn thuận lợi của bà Tơ giúp người lao động nơi đây thu nhập ổn định và cả những chị em không có điều kiện làm trực tiếp tại cơ sở. Nhóm em đây thì cũng có được một năm rồi. Công việc thì ổn định, lương tháng em tầm 4 triệu. Thời gian tới, bà Tơ còn có ý định đầu tư thêm ngành nghề sản xuất nhang và hướng các con đi theo con đường của mình đã chọn nhằm biến nghề sản xuất sáp và nhang trở thành nghề truyền thống của gia đình. Sử dụng thảo dược làm thức ăn chăn nuôi, anh Đỗ Văn Chuyên, 42 tuổi, ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên, đang từng bước xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch cho thu nhập mỗi tháng lên đến 100 triệu đồng. Năm 2006, gia đình anh Chuyên bắt đầu nuôi lợn, nhưng suốt những năm nuôi theo kiểu bán chuyên nghiệp, kết quả vẫn bấp bênh, không tìm được thị trường ổn định. Trong một lần đọc được bài báo về mô hình chăn nuôi lợn bằng thuốc thảo dược trên vùng đất Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, anh Chuyên lặn lội tới tận nơi, chỉ mong muốn được học tập, tham khảo và được chia sẻ những bí quyết chăn nuôi lợn dùng thảo dược. Theo đó, đầu năm 2013, anh Chuyên áp dụng cho lợn ăn thức ăn bằng thảo dược. Lúc đó, để có nguồn thức ăn này, anh đã đến các đại lý thuốc bắc trong tỉnh để tìm mua đủ loại thảo dược. Nhưng thấy giá thành không rẻ, anh đã nảy ra ý tưởng trồng các cây thuốc ngay trong khu trang trại của gia đình. Có những thứ mà thảo dược khô thì tôi nghiền. Còn có những cái thứ thảo dược tươi thì tôi băm nhỏ ra trộn lẫn với cám. Để một phần nào đấy để cho nó vừa tầm. Xong cho vào máy đùn viên. Ngoài ra không có dùng có một cái chất thuốc gì khác. Về quy trình chăn nuôi, lợn được nuôi theo quy trình chặt chẽ từ chọn giống, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ. Nuôi lợn bằng thảo dược. Thức ăn dinh dưỡng của lợn chủ yếu là cám, được chế biến từ gạo, ngô, đậu tương, trộn cùng với các loại thảo dược như hoa kim ngân, bồ công anh, thổ phục linh, sơn tra. Có khoảng 11 loại thuốc, lợn nuôi bằng cám này cho ra sản phẩm thịt tươi ngon, rắn chắc, ít mỡ, khi xào nấu ít chảy nước. Phân lợn không bốc mùi hôi thối, độ ô nhiễm môi trường giảm được 60-65% so với cám công nghiệp.
Hiện tại trang trại lợn của gia đình anh Chuyên có diện tích hơn 300 m² với 20 con nái, 30 thịt quay, 100 lợn con. Tất cả đều được nuôi theo mô hình khép kín, bao gồm các khâu sản xuất giống, chăm sóc và xuất bán. Khi đến tuổi xuất chuồng, lợn thịt thành phẩm được gia đình anh đóng túi và vận chuyển theo đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong xã, trong tỉnh và cả nước. Lợn con là tôi đã tiêm phòng các bước. Đến chuồng trại thì tôi khử trùng tiêu độc thường xuyên. Đầu vào là thức ăn, làm sao mà chống nhiễm độc. Đến khi mà giết mổ để ra được sản phẩm thì tôi cũng được đóng cho vào nhà lạnh an toàn tuyệt đối để đóng túi, đóng gói. Hiện tại giá thịt lợn sạch nuôi bằng thảo dược bán ra thị trường có giá cao hơn khoảng 10.000 đồng mỗi ký so với lợn thường. Theo tiết lộ của anh Chuyên, cứ với mỗi con lợn sau khi bán xong anh thu lãi được khoảng 1,5 triệu đồng. Hiện anh Chuyên đang ôm ý định trong 3 năm phải xây dựng được thương hiệu riêng cho sản phẩm thịt lợn sạch. Tiếp đó là chuyển sang nuôi các giống lợn thuần chủng, siêu nạc, siêu cao sản để có nguồn thịt cung cấp mỗi ngày. Cho ăn bằng thảo dược thì con lợn da rất đẹp, nhẵn, bóng, lông thưa và thịt của nó thì thôi rất thơm ngon. Dân thì chắc chắn là tới đây sẽ có cái hướng là tiêu thụ cái hàng thịt lợn sạch. Đấy, thì cái ý tưởng này tôi rất muốn học hỏi. Cái mô hình này của anh Chuyên là tôi thấy là tới đây là hướng tới là sẽ phát triển tốt. Thế mà nhu cầu của người tiêu dùng, tức là và phần cầu thì là nói chung là người ta có những cái đặt hàng rất đều. Mô hình này là hiệu quả. Các trang trại khác mà có điều kiện, một là rộng, hai là có nguồn thức ăn để chăn nuôi lợn mà nó đảm bảo thì lên học tập. Được biết, không chỉ riêng anh Chuyên, trước đó mô hình nuôi lợn bằng thảo dược đã rất thành công tại tỉnh Vĩnh Phúc và hiện nay được áp dụng tại nhiều địa phương. Mô hình này cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ cấp bằng giải pháp hữu ích vì không chỉ giúp lợn nuôi khỏe mạnh, thịt ngon mà phân thải ra cũng ít ô nhiễm môi trường. Mỗi thịt lợn nuôi theo quy trình này cũng đã được kiểm định tại Viện Công nghệ Thực phẩm cho kết quả chứng minh sản phẩm sạch, ít tồn dư hóa chất, tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý khán giả, từ trước đến nay, tình hình buôn lậu ma túy tại các vùng biên giới, đặc biệt là vùng biên giới phía Bắc, luôn diễn biến hết sức phức tạp, bởi đây là nơi có biên giới tiếp giáp với nơi trung chuyển ma túy chính từ Trung Quốc và Lào về Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều năm nay, công cuộc phòng chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy tại vùng biên giới phía Bắc luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Trong năm qua, tình hình vận chuyển các loại chất ma túy trái phép qua lại biên giới Việt Nam-Trung Quốc có dấu hiệu ngày một gia tăng, kể cả tính chất vụ việc cũng như chủng loại ma túy, đặc biệt là số lượng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều. 400 gram heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp là hai vụ vận chuyển ma túy liên tiếp mà lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ được vào ngày 5 và 7 tháng 12 vừa qua. Còn 30 bánh heroin cùng 42.000 viên ma túy tổng hợp là tang vật của một đường dây vận chuyển ma túy trái phép mà công an tỉnh Sơn La đã triệt phá được vào ngày 2 tháng 12. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 1 ký ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua đây cho thấy, số vụ và số đối tượng bị phát hiện bắt giữ không có đột biến, song số ma túy bị phát hiện và thu giữ tăng cao. Theo số liệu của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trong năm 2016 này thì số ma túy tổng hợp từ Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam chiếm 90% lượng ma túy tiêu thụ trong nước. Điều đặc biệt lo ngại là thời gian qua, trên tuyến biên giới Việt Trung còn xuất hiện nhiều đường dây ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Trên thực tế, do những đặc thù vùng địa hình rừng núi hiểm trở với nhiều đường mòn, lối mở, sông suối đi qua biên giới, bọn tội phạm ma túy đã và đang triệt để lợi dụng để hoạt động ráo riết, làm cho tình hình buôn lậu ma túy ở đây diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, để ngăn chặn dòng ma túy tại vùng biên giới phía Bắc, các địa phương cần huy động tổng lực cùng với sức mạnh toàn dân trong việc đấu tranh ngăn chặn ma túy. Thời gian tới, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống buôn lậu, đặc biệt và bọn buôn lậu ma túy. Cần tập trung trinh sát, phát hiện, xác lập các chuyên án lớn, đánh đúng các tổ chức đường dây buôn lậu ma túy.
Có thể thấy, trong cuộc chiến chống ma túy, không chỉ có các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, mà điều cốt lõi là làm sao để ma túy không còn đất sống. Chính vì vậy, để giảm thiểu và ngăn chặn dòng ma túy tại vùng biên phía Bắc, nhà nước cần đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc và dân cư vùng biên. Có như vậy, ma túy mới không thể tiếp cận được mọi người, từ đó mới giải quyết được tận gốc vấn đề buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy trái phép. Năm 2016 vừa qua, Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đã đón trên 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan nghiên cứu. Lượng khách du lịch đến với di sản này càng tăng, cộng với nhiều yếu tố khác đã tạo ra áp lực lớn giữa phát triển du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Trước áp lực này, Mỹ Sơn đã chọn cho mình hướng đi mới là tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn để phát triển bền vững, nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử của di sản. Trong năm 2016, Mỹ Sơn đón hơn 314.000 lượt khách, vượt 21% so với chỉ tiêu. Trong đó, khách quốc tế là hơn 264.000 lượt, vượt 26% so với chỉ tiêu đưa ra. Theo ý kiến của các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, để di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn mãi mãi là điểm đến không thể thiếu của du khách, nhất là với du khách quốc tế, thì bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp lữ hành, cộng đồng cư dân địa phương và khách du lịch đều phải có trách nhiệm bảo vệ di sản. Đây là di sản quý giá của nhân loại. Các bạn đã khai thác bền vững các giá trị văn hóa lịch sử của di sản để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Các bạn cũng đã làm tốt công tác bảo tồn và giữ gìn di sản. Tôi mong tất cả mọi người cùng có tiếng nói chung trong việc bảo vệ và giữ di sản quý giá này. Với sự nỗ lực của tỉnh Quảng Nam, chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, việc trùng tu chống xuống cấp ở các di sản đã và đang được thực hiện. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để trong quá trình tu bổ tôn tạo, các di sản không bị biến dạng, giữ được nguyên gốc giá trị, bảo tồn để phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ để góp phần nâng cao giá trị văn hóa lịch sử của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là giải pháp cơ bản nhất để giải quyết bài toán gia tăng khách du lịch đến tham quan di sản. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản là hai công việc luôn gắn kết, không thể tách rời. Bảo tồn tốt di tích sẽ kéo dài tuổi thọ di sản, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu, và ngược lại, phát huy tốt giá trị di sản thông qua khai thác, tham quan du lịch và các dịch vụ sẽ tạo nguồn vốn để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và tu bổ, tôn tạo di tích. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước khi nói lời tạm biệt, xin kính chúc quý khán giả một năm mới vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mâm cơm Tết ba miền. Thành phố Hồ Chí Minh, nông dân trồng nấm công nghệ cao, hốt bạc mùa Tết. Nóng, buôn lậu xăng dầu trên biển. Cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa trong dịp Tết Nguyên đán.